mấy đứa con ạ. Sau tiết kiểm tra, nữ sinh khóc lóc vì không làm được bài, nhưng mà kết quả khiến bạn bè phẫn nộ. Vị linh cảm mách bảo bản thân đã làm sai quá nhiều trong lần kiểm tra này, thế nên nữ sinh overthinking đã tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng kỳ này mình đã hoàn toàn thất bại, không dám nhìn ai. Thế nhưng khi bài thi giữa kỳ được phát ra, nữ sinh hiên ngang nằm ở đầu danh sách những học sinh được điểm cao nhất lớp, khiến cho cả nhóm bạn, những người ngày trước đã bỏ công bỏ sức bỏ cả thời gian ra mà an ủi hết lời, nay cùng nhau nổi dậy đứng lên, kéo tới chỗ ngồi của cô gái mà tỏ bày sự phẫn nộ. Trước kết quả bất ngờ và hành động của bạn bè, cô gái đến cười cũng không dám, khóc cũng không xong, chỉ biết ôm mặt quay đi, cố gắng tránh né đi ánh nhìn đầy phán xét của cả nhóm. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với hội bạn thân. Dường như trong một nhóm chơi chung, luôn luôn sẽ có một đứa hay overthinking như vậy. Một bài bình luận được mọi người để lại: mấy đứa hay gai dẻ, vậy thường điểm cao lắm. Lúc thi thì luôn nói không có làm được bài, lúc có điểm thì luôn cao nhất lớp. Ôm bài sắc mặt quanh năm, không ai biết. Lỡ buồn con chút thì bị nguyên lớp tổng sĩ bả luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.